Tình hình là mấy bữa nay về quê cho nên là không có làm được cái hướng dẫn này cho anh em, thì bữa nay cũng tranh thủ làm cho anh em một cái hướng dẫn để mà anh em đi chơi trung thu với gấu, thì dùng liên khay để mà tạo thiếu nhi. Liên khay nó sẽ có dạng như này. Đó. Đó. Đó, thì liên khay này nó sẽ bắt đầu bằng tuyết snake. Mình sẽ để cái tên ở đây để mà cho anh em tiện đi tìm những cái hướng dẫn cụ thể. Còn ở đây thì mình chỉ nói sơ thôi. Đó là nó sẽ như thế này, nó sẽ tuyết snake lên, đó cho nó lăn qua ngón giữa như thế này. Lên trên này, đó, tuyết snake, đó. Và sau khi mà tuyết snake lên tới đây thì anh em lưu ý là khi mà mình làm cái chiếc tuyết snake thì mình sẽ cầm ở ngay phần đầu như thế này. Đó, để cho cái phần trên nó dài dài ra. Nếu mà anh em cầm ngay giữa hoặc là cầm ngay đây thì lên nó sẽ bị kẹt lại, nó sẽ không có đi được tới cái chiếc tiếp theo. Nó phải cầm như thế này, đó tôi sẽ tức lên. Đó lên tới đây và chúng ta sẽ làm cái trò này. Đó cái này chắc gọi là middle back reverse palm up. Đó nó sẽ vòng qua như thế này. Tức là nó sẽ vòng qua cái ngón giữa. Nó sẽ vòng qua ngón giữa như thế này. Đó vòng qua ngón giữa. Cái này anh em tôi chậm lại, trên YouTube nó có cái chức năng là làm chậm cái tốc độ clip lại để mà anh em nhìn cho kỹ, chứ cái chiếc này mà làm chậm thì nó sẽ bị rơi mod. Đó thì tức là mình sẽ cầm cái bút như này, mình sẽ giật cái tay về phía người của mình để mà cho cái bút nó vòng qua cái ngón giữa, nó quay một vòng qua ngón giữa và kẹp lại đó như này. Đó thì cái này anh em phải nương nương tí, nhưng mà giật tay mạnh quá, anh em nào mà nhà có cửa sổ mà trên lầu ở gần sông Sài Gòn giật bật cái là xong, coi như là ngồi khóc. Đó, nó sẽ như thế này. Sau khi mà qua từ tới đây rồi thì chúng ta sẽ làm một cái chiếc đó gọi là xí sệt. Xí sệt nó sẽ như thế này. Đó đó, tức là mình sẽ đẩy, dùng hai ngón này mình đẩy cho cái bút nó lên đây. Đó nó trượt lên đây, nó lăn một vòng ở đây. Đó đó đó, thì sau khi mà đã đẩy lên đây rồi thì chúng ta sẽ đẩy cái ngón cái lên. Khi mà cái bút nó lăn qua đây chúng ta sẽ đẩy cái ngón cái lên như thế này. Tức là mấy cái phần da trên này nó sẽ làm cho cái bút nó chậm, cái tốc độ nó chậm lại, nó sẽ bị dướng dướng lại và nó sẽ ngưng lại như thế này. Đó các bạn gán tập làm sao mà cho nó quen tay, thì khi mà đẩy xí sạch lên thì ngưng lại cái khoảng này rất là dễ, rất là đơn giản. Đó sẽ ngưng lại đây và chúng ta chỉ việc fingerless camera qua đẩy qua như này, tức là nó sẽ lên tới đây và chúng ta sẽ dùng cái ngón cái này fingerless camera qua. Đó đẩy qua nó sẽ như này, đẩy qua đó và ghép lại nguyên cái liên khay luôn thì nó sẽ trông như là ban đầu mình làm. Đó đẩy qua, đó đó đẩy qua, đó và chúng ta đã được cái liên khay mới. Thì nếu thấy hay có thể like ủng hộ mình, nhớ subscribe kênh channel của mình để mà theo dõi những cái video sắp tới mình làm. Sẽ cố gắng ra nhiều clip hướng dẫn cho anh em tập.